Chào cả nhà nha, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình là Hào, bên Hoa Đại Dương. Hôm nay mình chia sẻ cái nhà là cắm cái hộp hoa là để mình gần tới ngày tới mới như xong là lễ 20 tháng 10 rồi. Bây giờ tới tiếp tục tới 20 tháng 11 để mình chia sẻ cho cả nhà. Nhiều lúc ví dụ như cũng có mấy em học sinh là yêu cầu lễ cắm những cái hộp nào đơn giản để tặng thầy cô hay là tổ chức những cái cuộc thi nào đó cả nhà. Đó. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho cả nhà là mình cắm cái hộp ho rất là đơn giản thôi cho những em học sinh hay là anh chị nhiều lúc muốn tặng cắm để tặng cho thầy cô. Rồi bây giờ mình bắt đầu cắm để khỏi mất công nói thời gian của cả nhà. Rồi cả nhà chuẩn bị cho mình một cái hộp gỗ nha. Hộp gỗ đây nó khoảng 12 phân. Đó. Rồi cục phom. Cái cục phom thì nhớ là chuẩn bị cho mình khoảng 2 phần cục phom nha cả nhà. Đó, 1 phần, 2 phần. Đó, 2 phần cục phom. Là 2 cục phom là cả nhà nhớ là mình lấy cái giấy kiến này, mình lấy giấy thun này, mình bọc lại cho nó giữ nước. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu mình gia cố. Bây giờ mình bắt đầu mình gia cố xong từ từ mình cắm cái ho gì thì mình sẽ nói cả nhà cái ho đó. Rồi cái đây là cái hộp đây là nó có hai cái thanh, là cả nhà chuẩn bị cho mình hai cái đoạn dây đây luôn ở dưới. Đó, cả nhà phải luôn ở dưới hai cái thanh đây, rồi cái cục phom đây mình bỏ lên. Đó, hai phần là nó hợp vừa hợp đây luôn. Cả nhà lấy cho mình cái gốc ho, ví dụ như ho mình có gốc ho gì thì mình cắt cái gốc ho đó, cái gốc nào đó nó cứng cứng á để mình gia cố cục phom lại cho nó. Đó, mình nhớ là hai cái cục hai cây đây mình để đây để mình gia cố lại cho cái cục phom mình khỏi bể. Cách cột cũng vậy, là cả nhà nhớ là xiết hai múi vô để cho nó cứng. Này, ví dụ như cái đây mình luồn vô một múi, hai múi, rồi mình cột vô, đó là nó cứng. Rồi phần thừa thì mình cắt mình bỏ. Bên đây cũng tương tự, cả nhà vô luồn cho hai múi, một hai, đó là mình hai múi mình riết vô là nó vừa cứng luôn. Đó, rồi cục phong của mình coi như là nó cứng ngắt rồi, nó không có nhiều lúc mình phải không có cây đây, là nhiều lúc mình ép xuống cái cục phong nó đứt làm hai luôn. Rồi cả nhà chuẩn bị cho mình một đây làm báo lá, đây lá bách hợp, mình mua cho mình khoảng một lá bách hợp. Đây là lá trúc đốm nha cả nhà. Tại nhiều lúc đó, ví dụ như mình cắm mình tặng thầy cô mình cắm ho ít, mình mua những cái lá nào mà nó nhanh gọn mà mình mua người ta bán nó dễ, chứ nhiều cúc mình mua cắm ví dụ như cái cắm lá cao hay lá lan thì phải nó tốn hai loại lá nữa, mình mua một loại đi thôi. Rồi, cả nhà chuẩn bị cho mình khoảng 10 bông hướng dương. Tại biết sao mình chia sẻ cho cả nhà là mình cắm ho những cái ho nào gần tới lễ thì ho nhiều lúc á, cả nhà cắm ho hồng cũng được nhưng mà ho hồng nó rất là đắt, tới lễ là ho hồng nó đắt lắm, nhiều lúc có shop mua về cũng đắt nữa, nên nhiều lúc mình cắm những ho gì mà nó rẻ thôi, nó tiết kiệm vừa đẹp nữa. Tại 20 tháng 11 mà đâu cần hoa hồng đâu, hoa hồng là tình yêu đó. Rồi chuẩn bị cho mình khoảng 10 lá ho, đây là hoa hồng môn xanh nha cả nhà. Rồi một bó lan, đây là một bó lan mà lan đây là lan mocha màu đỏ nha cả nhà. Rồi nếu mà đây là chuẩn bị cho mình một cành bi, hoặc là ví dụ như nếu mà tiết kiệm hơn nữa thì mình đừng cắm hoa bi, mình cắm hoa thảo trắng. Rồi coi như là tới đó là cái hộp của mình xong, bây giờ bắt đầu mình cắm. Cái hộp thấp mình cắm thấp như cái nhà. Rồi lá bách hợp đây mình cắt làm đôi, để phần này lại để biết sao
mình cắm cái phần ở dưới đây, mình cắm ở sau cho nó chia form. Rồi rút ở đây bỏ đi, xéo góc 45 độ, cắm ở sau 3 lá nha cả nhà, cắt làm đôi, đừng có bỏ hết nha, mình để phải để dành lại đó. Rồi cái đây là mình cắm làm nền ở sau đó, cái phần ở sau này cả nhà thấy không, cái phần đây nè nó còn dư này đó, nó còn dư, nó không có cái ngọn thì không có cái ngọn thì nó hơi xấu chút xíu, nhưng mà mình cắm ở sau là để tác dụng cho nó chia cái cục form lại. Bên đây cũng vậy đó, ở sau là cho nó, mình cho nó chia cái cục form thôi, nhiều lúc mình ở sau mình dòm vô không có thấy cái cục form. Rồi bây giờ tới đây là lá trúc đốm, cả nhà mình lên cái nền lá trước nha cả nhà. Nếu mà một bó trúc đốm nhiều lúc cắm không thiếu thì mình mua hai bó mình chắc ăn. Rồi mình lên cái nền lá, cái lá trúc đốm đây cả nhà, cắm cho mình là đi ở dưới đáy form, cắt nhỏ nhỏ thôi nha cả nhà. Nếu mà cành nào nó dài quá thì mình cắt ở trên đây. Đó, mình cắt nhỏ nhỏ thôi chứ mình đừng có để nguyên, mình để nguyên lá gì là nó dài lắm, ví dụ như để nguyên lá gì nó dài, nó hộp mình nó to chà bá luôn đó, mình phải cắt nhỏ nhỏ thôi. Mình cắm sao mà ví dụ như những hoa nào mình ngày lễ mà mua là mình phải tiết kiệm, chứ cục thi ví dụ như tục thi giải thôi, giải được có 500.000 mà mình mua bông hết 400.000 rồi, còn có 100.000 là sao mà ăn mà lãnh giải được ăn uống gì. Đó mình cắt nhỏ ra, nhớ là cái lá đây này là anh chị đó, là mình cắm ở dưới cái đáy này, ở dưới cái đáy là cho nó chia cái thành cái hộp lại, đừng có cắm ở trên, để chơi ở trên đây mình cắm bông nữa. Rồi cái nền lá xong rồi, bây giờ mình cắm hoa hướng dương. Hoa hướng dương đây mình sẽ cắm, cái nhà sẽ cắm là đi ở trên hoa hướng dương, đi từ ở trên đi xuống dưới đó. Rồi mình phải đó, mình để vô hoa hướng dương là mình phải cắm những cái hoa nào gốc to mình cắm vô trước, ngon dương mình để vô đây, cái ý của mình coi thử được chưa, nó cao hơn thì mình cắt chút xíu nữa, tại mình để vô cái cục form đây là biết xong, mình cái gốc của nó vô tới 3 phân đó, là cho nó vừa cái lá thôi, tại cái hộp đây là mình cắm thấp chứ nhiều lúc mình không có cắm, nếu mình cắm cao thì mình cắm hoa hướng dương cho nó cao lên đó. Mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi cắm cách cắm khác nhau, mình cắm sao mà nó đẹp được. Rồi rồi cái đây mình cắm thấp, rồi mình tiếp tục mình cắm xuống dưới đó, hoa như mình cắm chính giữa thôi. Đâu 2 4 6 bông rồi. Mình cắm cũng mình mua cho mình 10 bông nha cả nhà. Tại biết sao, một bó của nó là 5 cành, hai bó nó là 10 cành hoa hướng dương, là mình mua hai bó. Nhiều lúc á mình mua hai bó, nhiều lúc nó nhiều con. Rồi hoa hướng dương đi cả nhà, cắm chính giữa đó. Đó, nếu mình thấy không? Rồi hoa dương là mình cắm ở chính giữa đây. Rồi bắt đầu cái còn cái phần lá thừa này cả nhà. Rồi mình bên đây bên tay phải á, là cả nhà cắm cho mình là hồng hoa hồng môn xanh. Là những cái hoa hồng môn á, tại biết sao mình phải đệm lá cho nó chia cái cục form lại. Này, cái lá đây chút đến này còn này mình chia lại cho bên đây. Mình đừng có cho nó vượt quá cái nền của mình mới đi.
đó, mình chia lại bên đây. Tại vì sao cái hoa hồng môn đó là mình cắm sau nó cũng vô cái cục phong đó, mình phải lấy lá mình che cái cục phong này trước rồi xong mình cắm hoa hồng môn bên sau. Đây 10 lá hoa hồng môn xanh. Hồng môn thì nó có nhiều màu lắm, ở đây mình cắm hoa hồng môn xanh, nếu mà cả nhà thích thì cắm hoa hồng môn đỏ cũng được. Rồi cắm cho mình 10 lá cho nó xếp lại. Đó, cho nó tủ qua bên tay phải của mình nha. Nhớ cái hoa đây cái hộp nó nhỏ, là cả nhà phải mua cho mình cái loại hồng môn là lá nhỏ. Cái này là loại C, nó loại A là loại lớn nhất, loại B là vừa, loại C. Rồi cả nhà xếp hồng môn ở bên tay phải của mình. Rồi mình mua 10 lá thì mình cắm lá 2, 4, 6, 8. Cắm 10 lá nha cả nhà. Còn 2 lá nữa là 10 lá. Đó, cả nhà xếp lá hồng môn đây đó, cho nó từ ở trên cao nó tủ xuống dưới. Đó, hồng môn bên đây. Rồi, bên đây tiếp tục mình cũng vậy. Bên hông đây, cái cục phong nó còn trống là mình chưa đệm kín hết. Bây giờ mình lấy lá mình đệm. Đó, mình đệm cho nó che bên đây. Rồi mình cắm hoa lan mocha. Rồi đó, mình mua những cái hoa nào nè. Ví dụ như những cái hoa lan này nghỉ lễ nó cũng rẻ hơn, chứ nhiều lúc hoa hồng nó đắt lắm. Rồi mocha đây, mocha ra đây. Là màu đỏ đây, 10 cạnh. Mình cũng nhớ là mình cắm thấp hơn, mình cắm thấp hơn hoa hướng dương. Đó, 10 cành đây mình cũng xếp bên đây. Đó là những cái mẫu đây là đơn giản thôi, mình chia sẻ cho cả nhà để cắm nha. Nhiều lúc ở cả nhà ví dụ như gần tới 20 tháng 11 rồi, mình có cắm thi, hoặc là ví dụ như nhiều lúc mình có mua hoa hay mình tới trường mình bán này nọ đó, mình kiếm thêm thu nhập. Rồi bên đây mình cắm 10 lá. Đó, xong cả nhà mình cắm hoa hồng môn xong rồi. Bây giờ những cái khoảng trống đây mình mua hoa bi để làm gì? Mình đệm vô những cái khoảng trống đây cho ngay chỗ hướng hoa hướng dương này. Rồi hoa hướng dương này, hoa bi đây mình cắt ra nhỏ nhỏ. Rồi mình đệm ngay những cái lỗ của hoa hướng dương. Đó, mình đệm như hoa hướng dương thôi. Đó, mình cắm cái hộp đơn giản thôi. Nhiều lúc mình có tặng thầy cô hay là mình thi gì á, mình cắm chơi thôi. Rồi, tới đây cái clip của mình cũng xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Mình cũng biết gì nói gì hơn. Chúc cả nhà thành công nha. Chào và tạm biệt cả nhà luôn.